Đây là dòng trang đỏ, hay là cái gọi là cây mẫu đơn ta đỏ. Mặt bông rất là đẹp, bông mẫu đơn rất là to. Thân cây thì cao khoảng tầm 80 đến 90 cm. Và hoa quanh năm. Cây hoa mẫu đơn đỏ này thì trên cây hiện tại có khoảng tầm gần 10 bông đang nở. Và rất là nhiều búp. Số lượng búp nó có thể lên tới gần 30-40 búp. Trên cây này chắc khoảng tầm 50 bông. Và bông của nó thì luôn quanh năm. Hoa đỏ. Và hoa nở rất là lâu. Tính từ khi mà nó ra được một cái búp như thế này cho tới lúc mà nở như thế này thì nó còn khoảng được khoảng 15 ngày nữa. Thì từ lúc mình nó từ cái đỏ cho tới cái nở đẹp thì nó khoảng tầm 1 tháng. 1 tháng mới tàn bông. Và rất là lâu. Đây là dòng mẫu đơn đỏ. Đây là cái bông trang. Mẫu đơn ta đỏ hay là bông trang đỏ. Thì vườn bên mình thì có rất là nhiều dòng mẫu đơn khác nữa. Giống như là mẫu đơn vàng. Đây là mẫu đơn cam. Mẫu đơn Mỹ cam. Các bạn nào có nhu cầu liên hệ mua cây bông trang hay là cây hoa mẫu đơn ta thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 0966 595 401 hoặc Zalo là 0966 595 401.